Bộ phim Loạn Thế Tam Nghĩa, tập 1. Phải để lại tên, lỡ ba chúng ta bị hổ ăn thịt, người khác cũng biết là chúng ta. Đến rồi, đến rồi. Mất hút rồi. Tự Nghĩa, Hạ Long, chuẩn bị chặt dây thần. Chặt đi. Mau chạy đi, mau chạy đi. Mau chạy đi. Tránh cái lưới ra. Tử Nghĩa, mau chạy đi. Tử. Nhân Nghĩa, Tử Nghĩa đánh chết con hổ rồi. Đánh chết rồi, ta nhìn thấy rồi. Đừng Tử Nghĩa. Ta vừa cắm răng con hổ đó lên cây. Đừng Tử Nghĩa, cho ta cái răng hổ đó đi. Không cho. Ta không còn nữa. Con nói gì ta cũng không cho. Năm 1904, chiến tranh Nga-Nhật diễn ra trên lãnh thổ Đông Bắc Trung Quốc. Chính phủ Triều Thanh tuyên bố trắng trợn sẽ giữ thái độ trung lập, dạch khu vực phía bắc sông Liêu làm khu giao chiến Nga-Nhật
đồng thời lệnh cho quan lại địa phương tăng cường canh phòng, đàn áp mạnh mẽ nhân dân. Tên thổ phỉ Song Liêu, Đỗ Tam Thương phá hoại thái độ trung lập của triều đình, dám cướp cả tàu quả của Nga, giờ ngọ ba khắc đốt pháo truy hồn ở ngã tư đường. Tự Nghĩa, cho ta cái răng hổ đó đi, đừng làm nhảm nữa, ta giữ lại cho Ngọc Sang, sau này quên hãy bù lại, ta rất thích cái răng hổ đó. Thổ phỉ Song Liêu, Đỗ Tam Thương phá hoại triều đình, Thiếu gia quay về rồi. Hạ Kiểu, cha, cha tìm con sao? Hôm nay Đỗ Tam Thương sẽ bị chém đầu, con nghe nói rồi. Tên Đỗ Tam Thương này dám bắt cóc con trai cha, hắn chán sống rồi. Là cha bảo quyền lệnh đặt pháp trường ở thị trấn Lượng Giáp chúng ta. Vậy à? Cha phải mượn đầu của tên Đỗ Tam Thương này để cảnh cáo lũ trộm đang dòm ngó nhà họ Diệp ta. Đúng vậy, giết gà dọa khỉ là giết khỉ dọa gà. Đúng vậy. Không còn sớm nữa, Thành Lâm, cùng cha đi xem thôi. Thành Lâm muốn đứng vững ở khu vực này, không những phải dám nhìn cảnh giết người, mà còn phải đích thân giết người. Đi thôi. Vâng. Con ra hậu viện nói vài câu với mẹ, sau đó sẽ đi tìm cha. Khởi kiệu. Ngọc Sang, Ngọc Sang, sao các huynh lại đến đây? Tưởng Nghĩa đâu? Gia Hổ, huynh lấy đâu ra vậy? Ta đánh được hổ, huynh còn muốn sống nữa hay sao mà đi đánh hổ? Ba bọn ta cùng đi đánh hổ, có tấm gia hổ này Tưởng Nghĩa có thể lấy cô. Ngọc Sang, tặng muội một cái răng hàm của hổ, ta xin cậu ấy cặp mũi mà cậu ấy không cho. Cho Quỳnh được chắc. Tên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga này vẫn chưa từ bỏ phải không? Đánh được khổ thật này. Nó không ăn thịt ba người hả? Diệp Thành Lâm, năm ngoái người bảo ta đi kiếm hai tấm da cấu, nhà họ Diệp sẽ hứa gả Ngọc Sang cho ta. Kết quả năm nay lại dở quẻ, nói là muốn một tấm da hổ. Hôm nay ta đã mang da hổ đến, nhà họ Diệp phải nói lời giữ lời. Làm cái gì thế? Phải, đúng là năm ngoái ta từng nói vậy, nhưng tình hình năm nay thay đổi rồi. Diệp Thành Lâm, năm ngoái lúc ngươi nói câu này bọn ta đều ở bên cạnh nghe thấy hết. Sao ngươi nói đổi là đổi chứ? Tình hình gì? Hôm qua nhà họ Triệu lão già ở Quyền Lỵ đến nhà ta hỏi cưới. Người ta chịu bỏ ra 500 lạng bạc để cưới muội muội ta. Ngươi nói xem, gia hổ gia cấu của ngươi có đáng 500 lạng bạc không? Hơn nữa cha ta đã đồng ý. Ta... Quỳnh nói linh tinh cái gì vậy? Có gì để nói linh tinh đâu chứ. Chuyện vừa được quyết định hôm qua, chuyện này tất nhiên là cha mẹ đặt đầu con ngồi đấy, cần bàn bạc trước với muội sao? Không tin à? Không tin thì đi hỏi mẹ của muội ấy, bà ấy cũng đã đồng ý. Quỳnh gạt muội, ta sẽ đi hỏi mẹ ta. Diệp Thành Lâm, ngươi gả muội muội hay bán muội muội đi thế? Ta thấy ngươi càng ngày càng giống cha ngươi Diệp Keo Kiệt. May mà Ngọc Sang không phải con ruột của cha ngươi. Đúng vậy, nếu nó là con ruột cha ta, ta lại đỡ lo. Nó sẽ suốt ngày ở cùng đám nghèo kiết xác như các ngươi sao? Diệp Thành Lâm, đừng nói nhảm nữa. Nếu ta mang 500 lạng bạc đến trước, nhà các ngươi sẽ đồng ý gả Ngọc Sang cho ta mà. Được,
Ta tin ngươi thêm lần này nữa. Ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ mang 500 lạng bạc đến, mà còn đưa Kiệu 8 người khiêng đến cưới hỏi Ngọc Săn đàng hoàng. Ngươi chờ đó, đi thôi. Đường Tử Nghĩa, đời này ngươi từng thấy Kiệu 8 người khiêng chưa? Ngươi biết 500 lạng bạc nặng cỡ nào không? Một tên săn bắt nghèo hèn như ngươi không muốn đăng hộ đối với nhà ta, còn muốn cầm 500 lạng bạc đến cưới muội muội ta, dựa vào đâu chứ? Dựa vào cha ngươi làm vàng mã à? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có đào chỗ đồ bồi táng với người mẹ đá chết của ngươi lên, cả đời này của ngươi cũng không gom đủ 500 lạng bạc. Diệp Béo, đừng có chạy. Tạ Trí Nghĩa, đưa cung cho ta, đừng gây án mạng. Ta biết. Mau tránh ra, tránh ra, mau tránh ra, tránh ra đi. Thích Đại Nhân, đây là con trai ta. Cha, Thích Thúc, đứng lại cho ta. Thành Lâm, Thích Đại Nhân bảo ngươi lên đây. Lên đây đi. Đi thôi, Thành Lâm này, con ở đó làm gì? Mau qua chào Thích Đại Nhân đi. Đi thôi, đi thôi. Để mắt vào chứ. Ta xin lỗi. Ông chủ, cho ba bát trà. Có ngay. Đừng tự nghĩa, nghe rõ đây, tuyệt đối đừng nổi máu ở chỗ này. Đây là pháp trường, có quân lính, tên này sớm muộn cũng sẽ có lúc đi lẻ, đến lúc đó chúng ta hẳn xử hắn. Qua đây xem đi, tên thổ phỉ Sông Liêu, Đỗ Tam Thương. Một dần trăng sáng, chiếu xuống mái tây. Phải uống rượu chia tay, buổi tối đến nhà ngươi uống rượu, được. Mùng 10 ngày rằm miếu mở cửa. Đầu trâu mặt ngựa. Đến rồi kia, đến rồi kia. Dẫm vào chân tôi rồi kia. Đỗ Tam Thương à, người chen cái gì chứ? Một người đàn ông cao to mà chen cái gì hả? Người muốn đi nộp mạng với ông ta hay gì? Thật là. Còn con gái nhà ai thế này? Sao lại ăn nói khó nghe như vậy chứ? Không sợ mình không lấy được chồng à? Ta nói cho người biết, đừng có chọc vào ta. Nhìn thấy người kia không? Bà tổng cầm đào trên đài kia là quân trụ của ta. Ta nói cho người biết, bộ cách cách tên là Đồng Trại Nam, đừng có dây vào ta. Cách cách à? Cách cách cao quý, sao không lên khán đài xem? Chen với bọn ta làm gì? Còn hơn một tên đàn ông chen chúc với phụ nữ, phải không? Quỳ xuống. Đỗ Tam Thương, ngươi còn gì muốn nói không? Có. Nói đi. Tối qua ta mơ thấy, ta đến âm tạo địa phủ. Diêm Vương nói với ta rằng, trong hôm nay sẽ đưa các ngươi đi hết. Tên, tên này hỗn sự quá. Còn cả ông nữa, Diệp Đường Cử, ông cứ chờ lũ quỷ lột da ông đi. Ngươi nói hay lắm, nói hay lắm, hay lắm. Ăn nói sằng bậy, ăn nói sằng bậy. Ta cắt lưỡi ngươi. Tự nghĩa, tự nghĩa. Ta đã hỏi mẹ ta, chuyện bà mối đến hỏi cưới là thật. Mấy ngày nữa Triệu gia sẽ đến đưa sính lễ. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có chết cũng không gả cho người khác. Tử Nghĩa, huynh dẫn ta cao chạy xa bay đi. Tử Nghĩa, lần này huynh phải nghe ta. Ngọc Sang, nếu ta dẫn muội đi, người khác sẽ coi thường. Ta có thể gom đủ 500 lạng bạc. Ta nhất định sẽ đưa Kiệu 8 người khiêng đến cưới hỏi muội đàng hoàng. Đừng Tử Nghĩa, huynh không tỉnh táo hả? Giờ ngọ ba khách đã tới. Hành hình.
Quang quá. Ai đang kêu quang thế? Đỗ Tam Thương. Đỗ Tam Thương. Người mà các ngươi chém không phải Đỗ Tam Thương, ta mới là Đỗ Tam Thương. Đến cướp pháp trường kia, mau chạy thôi. Còn không mau chạy đi, mau chạy đi. Cấp nhân nghĩa, cấp nhân nghĩa, bảo vệ đại nhân, cho đại nhân đi trước. Cứ pháp trường kia, mau chạy thôi, chạy đi. Đại nhân có lệnh, bắt sống Đỗ Tam Thương thưởng 500 lạng bạc, giết chết Đỗ Tam Thương thưởng 300 lạng bạc. Đại nhân có lệnh, bắt sống Đỗ Tam Thương thưởng 500 lạng bạc, giết chết Đỗ Tam Thương thưởng 300 lạng bạc. Mau chạy đi. Tưởng Nghĩa đâu? Tưởng Nghĩa đâu rồi? Đường Tưởng Nghĩa, Đường Tưởng Nghĩa, cô đi đâu thế? Ta đi tìm Tưởng Nghĩa, bên đó nguy hiểm lắm. Thế này đi, huynh dẫn Ngọc Sang về nhà để ta đi tìm. Được, chúng ta về nhà thôi. Đi nào, về nhà. Huynh cẩn thận nhé. Đường Tưởng Nghĩa, Nhân Nghĩa, cẩn thận nhé. Đường Tưởng Nghĩa, cho ta vào trong. Đỗ Tam Thương, bắt sống Đỗ Tam Thương thưởng 500 lạng bạc. Bắt con, chạy đi. Chạy không nổi nữa chứ gì. Vô dụng, kém cỏi, chẳng có bản lĩnh gì sao. Ta bắn cho mồng người nổ tung bây giờ. Ra đây, theo ta lên núi Bộ Dân một chuyến, bảo cho người lấy tiền chuộc người. Đừng cử động. Ông là của ta. Đừng đổ súng. Cái gì mà ta là của ngươi? Ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Có giỏi thì đừng giở trò dương đông kích tây. Có giỏi thì hai chúng ta đánh tay đôi đi. Nếu ta không kêu lên thì đầu ngươi đã nổ tung rồi. Đại đương gia, viện binh của quan phủ sắp đến. Giết tên này rồi chúng ta đi thôi. Không, rành con, ngươi mới là của ta. Dẫn ra núi Bộ Dân. Ngươi có quen tên này không? Không quen. Không quen? Vừa nãy ta còn thấy ngươi ở cùng hắn mà. Có quen?
về báo tin với gia đình hắn, bảo nhà hắn trong vòng 3 ngày mang 3.000 lạng bạc đến chuộc người, không thì ta sẽ mổ bụng tên này để xem rốt cuộc hắn có lá gan gì. Đi đi, cút! Tiểu Ngũ Tử, cứu được nhị đương gia chưa? Cứu được rồi, đã để họ về núi trước. Được, về núi bộ dân thôi, trói lại. Thiếu gia Thành Lâm, sợ quá đi mất, sợ quá đi mất. Nhìn bộ dạng nhát cái của con kìa. Cha, nếu con không chạy nhanh, cha đã không gặp được con nữa rồi. Suýt nữa con lại bị tên Đỗ Tam Thương kia dẫn đi mất. Mẹ, tên Đỗ Tam Thương này vẫn muốn bắt con sao? Đúng vậy, hắn đuổi theo con khắp hai con phố. Tên Đỗ Tam Thương này cướp pháp trường giữa ban ngày ban mặt, lại muốn bắt cóc con. Cha thấy hắn đã để mắt đến nhà chúng ta rồi. Mẹ ơi, Thành Lâm, có nhìn thấy Ngọc Sang đâu không? Có thể nó cũng đi xem náo nhiệt. Con chạy trốn còn không kịp, làm gì có thời gian lo cho con bé. Đều tại cô, quản thúc không nghiêm. Con bé lớn đầu rồi mà suốt ngày chạy ra ngoài. Tỷ tỷ, không thể nói như vậy được. Được rồi, thôi đi, bên ngoài đã loạn hết cả lên. Chưa biết chừng con bé đang trốn ở đâu đó, chưa biết chừng lát nữa sẽ gì. Hai người còn đứng đó làm gì? Đi tìm đi. Mau đi đi, mau lên. Thành Lâm, đi lâu lắm rồi vẫn chưa về, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Không đâu, Tưởng Nghĩa rất thông minh, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy Tưởng Nghĩa không? Thấy Tưởng Nghĩa rồi à? Cậu ấy sao rồi? Sao vậy? Cốc Nhân Nghĩa, Cốc Nhân Nghĩa, đừng Tưởng Nghĩa, đừng Tưởng Nghĩa bị Đỗ Tam Thương bắt cóc rồi. Cái gì? Quên nói gì cơ? Đừng Tưởng Nghĩa bị Đỗ Tam Thương bắt cóc sao? Cốc Nhân Nghĩa có phải Quên nhìn nhầm không? Đỗ Tam Thương cầm súng dí vào đầu ta, bảo ta về báo tin, nói là nếu không có 3.000 lạng bạc, nếu không có 3.000 lạng bạc sẽ mổ bụng Đừng Tưởng Nghĩa. Cốc Nhân Nghĩa, đây không phải chuyện đùa, là thật hay giả? Thật đó, hắn cầm súng chỉ vào ta nói thế. Ta không nói dối, 3.000 lạng bạc đó. 3.000 lạng bạc. Cốc Nhân Nghĩa bình thường Quynh nhiều chiêu lắm mà. Có cách mà, Quynh nghĩ xem phải làm thế nào để có 3.000 lạng bạc này. Ta nhiều chiêu cũng không biến ra được 3.000 lạng bạc. Ta nhiều chiêu cũng có ích gì chứ, 3.000 lạng bạc đó. Quynh không nghĩ ra cách thì đi đâu tìm 3.000 lạng bạc đây? Quynh không có 3.000 lạng bạc, ta cũng không có, cô ấy cũng không có, chúng ta đều không có 3.000 lạng bạc, Đừng Tưởng Nghĩa lại càng không có. Ngọc Sang, phải rồi, tấm da hổ này cũng đáng mấy đồng, đúng chứ? Giờ chúng ta đến nhà Đường Tưởng Nghĩa bằng bạc với Đường Thúc. Ta cũng đi nghĩ cách. Ngọc Sang, cô đừng gây thêm rắc rối nữa. Cô xem bên ngoài đang hỗn loạn, cô cứ ở nhà ta đợi đi, được chứ? Có tin gì ta sẽ báo với cô. Đi thôi. Quỳnh còn ở đây làm gì? Đại đương gia, Quynh về rồi. Nhị đương gia, hôm nay khiến ngài quản sợ rồi. Không sao đâu, Tiểu Ngũ Tử. Tiểu Ngũ Tử, dặn nhà bếp làm thêm vài món ngon để lát nữa trấn an nhị đương gia. Lát nữa cậu hãy dẫn tên đó vào sảnh để ta gặp hắn. Ai vậy? Ta đã thổ phỉ hơn 10 năm, hôm nay gặp một tên muốn bắt mình. 3.000 lạng bạc. Hai cậu xem, cắt thịt trên người tôi mang đi bán có đáng 3.000 lạng bạc không? Đúng vậy, Đường Thúc, cả thị trấn Lượng Giáp này cũng chỉ có Diệp gia mới có 3.000 lạng bạc. Vậy phải làm thế nào đây? Cậu nói đi. Phải làm thế nào đây? Cậu nói đi. Đường Thúc, đừng sốt ruột. Thúc xem, đây là gia hổ Tưởng Nghĩa lấy được. Tấm gia hổ này có thể đổi được chút ngân lượng. Bọn cháu sẽ nghĩ thêm cách, nhất định có thể cứu được Tưởng Nghĩa. Được, được. Vậy xin nhờ các cậu. Thúc đừng sốt ruột. Được, được.
bắt con. Ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta. Thả thằng con trai của Diệp Keo Kiệt đi. Món tiền chuộc này ta phải tính lên người ngươi. Ngươi tên là gì? Đường Tử Nghĩa. Làm gì? Săn bắt. Tại sao lại muốn đánh lén ta? Ông đánh giá 500 lạng bạc. Ngươi vừa nói gì? Chém hắn cho ta. Ngươi biết ta là ai không? Đỗ Tam Thương. Biết mà vẫn dám làm. Trong lòng ngươi không sợ chút nào sao? Sợ cũng chẳng có ích gì. Ta giết ngươi, giết hắn đi, Tiểu Ngũ Tử. Ranh con. Được. Giỏi đó. Là một hảo hán. Đỗ Tam Thương ta lăn lộn trên giang hồ hơn 20 năm, chưa từng gặp ai muốn bắt cóc ta. Ta trong ngươi cũng chẳng có tiền. Ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường. Con đường gì? Gia nhập với bọn ta. Ta sẽ giữ lại mạng ngươi. Ta không làm thổ phỉ. Ngươi nói ai là thổ phỉ? Ngươi biết đây là đâu không? Núi Bộ Chân. 10 quy tắc do Đại Đương gia lập ra, giang danh thiên hạ. Ngươi không biết à? Bọn ta đối đầu với quan phủ, dám cướp tàu quả của bọn Tây, cho dù là thổ phỉ cũng là thổ phỉ trượng nghĩa. Đừng có nói dễ nghe như thế. Thổ phỉ là thổ phỉ, ngày nào cũng trốn trong rừng rậm núi sâu. Có giỏi thì bước ra ngoài. Đường đường chính chính làm ngươi. Ta giết ngươi, giết hắn đi, giết hắn đi. Đại Đương gia, giết tên này là xong chuyện mà. Đại Đương gia, còn nhiều lời giáng hắn làm gì? Giết hắn là xong chuyện mà. Đừng vội, nhốt lại bỏ đói hắn vài ngày rồi tính. Bà nó ơi, Đường lão ưng tôi cả đời này là một kẻ vô dụng. Tôi hận bản thân mình, đến con trai cũng không cứu được. Tôi biết cả đời này bà hận tôi cờ bạc nhất. Lần này bà ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải đem lại vận may giúp tôi. Chỉ cần cứu được mạng con trai chúng ta, Đường lão ưng tôi sẽ không cờ bạc nữa. Ông muốn thế chấp căn nhà, còn cả tiểu diện nữa. Đỗ Tam Thương bắt cóc con trai ông, hắn đòi ông bao nhiêu tiền chuộc? 3.000 lạng bạc. 3.000 lạng. Lúc Đỗ Tam Thương bắt ta mới đòi 2.000 lạng. Con trai ông cũng đáng tiền gớm nhỉ. 80 lạng. 80 lạng. Thiếu gia, thế này thì ít quá. Ông có thế chấp không? Không thì mau đi đi. Lần đầu 80 lạng, lần thứ hai 160 lạng, lần thứ ba 320 lạng. Được, 80 lạng, thì 80 lạng. Thank you.
Đường Lão Ưng, lau sạch mồ hôi đi. Mau đi đi. Thiếu gia, cho tôi vay thêm 80 lạng được không? Được. Ông lấy gì để thế chấp? Tôi lấy con trai tôi. Lấy cả cha ông ra đi. Cậu, con trai ông bị Đỗ Tam Thương bắt cóc rồi. Ông coi ta là thằng ngốc à? Tôi dán vàng mã cho cậu. Ông dám chửi ta? Lão già khốn kiếp này, đánh cho ta. Nào, bữa rượu này là để trấn an nhị đương gia. Chúng ta kính cậu ấy một bát đi. Được, nào, kính nhị đương gia đi. Các huynh đệ vất vả rồi, hôm nay cứ uống thoải mái. Được. Nào, chúng ta uống cùng với nhị đương gia. Được, báo. Đại đương gia, một cô gái dưới núi không biết từ đâu ra chạy khắp núi kêu gào muốn gặp ngài. Cô gái? Đúng vậy, muốn gặp ta. Cậu dẫn cô ta đến đây. Được, mau lên. Đừng chen, đừng chen, để ta xem nào. Tháo bịt mắt cho cô ta. Làm gì thế? Cô gái, cô tìm ta sao? Ông là Đỗ Tam Thương. Là ta. Ta là Diệp Ngọc Sang, là con gái của Diệp Đường Cử ở thị trấn Lượng Giáp. Đại tiểu thư nhà họ Diệp đến núi bộ dân bọn ta làm gì? Ta đến đưa tiền. Tiền gì? Tiền chuột Đường Tử Nghĩa. Diệp đại tiểu thư muốn chuột Đường Tử Nghĩa à? Vậy tiền của cô đâu? Ta chính là tiền. Mọi người nghe đi, con bé này nói mình là tiền kìa. Cười cái gì chứ? Sao ta không nhìn ra cô là tiền nhỉ? Các người thả Đường Tử Nghĩa ra, ta sẽ ở lại. Sau đó ông cho người đến đòi cho ta 3.000 lạng bạc. Cô muốn dùng bản thân đổi lấy Đường Tử Nghĩa sao? Đường Tử Nghĩa là gì của cô? Ta và Diệp và các cô có thù, cô không biết sao? Cô đến núi bộ chân không sợ ta giết cô sao? Ta có thù gì với ông? Chẳng phải ông cần tiền sao? Ta đưa ông tiền, ông có thể làm gì ta? Được. Không ngờ Diệp Đường Cử lại có một cô con gái thế này. Cô giỏi hơn đại ca của cô. Đường Tử Nghĩa là người yêu của cô nhỉ? Được rồi, ta đồng ý với cô. Nhưng cha cô phải đưa tiền đến, ta mới có thể thả các cô xuống núi. Tại sao ông không thể thả Đường Tử Nghĩa ngay bây giờ? Thả ngay bây giờ. Cô nói cô đại tiểu thư nhà họ Diệp, sao bọn ta biết có phải là thật không? Ta nói cho cô biết, sơ quy của núi bộ dân là không thấy tiền không thả người. Phải, không thấy tiền không thả người. Vậy các người hãy tháo qua tay của ta đưa cho cha ta, ông ấy sẽ biết ta đang nằm trong tay các người. Tháo đi, tháo đi. Được rồi, cất nó đi. Sáng mai cậu hãy xuống núi một chuyến. Yên tâm đi đại đương gia. Được rồi. Trong hai ngày không đưa tiền đến, ta vẫn phải giết Đường Tử Nghĩa. Ông sẽ thấy tiền thôi. Vậy được. Người đâu? Nhốt cô ta chung với Đường Tử Nghĩa, cho cô ta gặp người yêu mình. Đang ngủ à? Tử Nghĩa, Quỳnh không sao chứ? Không bị thương chứ? Trói hai người họ cùng nhau. Nào qua đây. Đỗ Tam Thương, có giỏi thì đừng bắt phụ nữ. Người kêu gào cái gì? Ai bắt cô ta? Cô ta cam tâm tình nguyện lên núi đổi lấy người mà. Đừng tưởng nghĩa, không ngờ diễm phúc của người cũng rất lớn. Đến con gái của họ Diệp keo kiệt cũng đối xử rất tốt với người. Được, hai người trò chuyện vui vẻ đi. Tử Nghĩa, muội là đồ ngốc à? Muội đổi lấy ta, ta đi rồi thì muội phải làm thế nào? Ta bảo cha ta mang tiền đến chuộc. Muội đừng nghĩ dớ dẫn nữa. Diệp keo kiệt là kẻ keo kiệt có tiếng ở thị trấn Lượng Giáp.
Năm ngoái đại ca muội Diệp Thanh Lâm bị Đỗ Tam Thương bắt cóc, đòi ông ta 2.000 lạng bạc, cứ như lấy mạng ông ta vậy. Muội còn không phải con ruột của ông ta, ông ta sẽ không bỏ ra 3.000 lạng đâu. Đồ ngốc này. Dù sao muội đã đến rồi, Quỳnh có lo lắng cũng vô ích. Quỳnh nói xem phải làm thế nào đi. Được, được, chúng ta để nhị đương gia thử trước đi. Được, thử đi, thử đi. Nào, cẩn thận, đẩy qua đó, cẩn thận. Đi nào. Uống rượu. Chỉ là một giọt rượu thôi mà. Nào, chúng ta cùng uống với nhị đương gia. Ta muốn đi nhà xí. Có ai không? Ầm ĩ cái gì? Ta muốn đi nhà xí. Nửa đêm kêu gào cái gì thế? Đại ca, ta muốn đi nhà xí. Đi cái gì mà đi, nhịn đi. Đại ca, ta sắp không nhịn nổi nữa. Quỳnh rủ lòng thương cho ta đi giải quyết đi mà. Đúng là nhiều chuyện. Ở cửa có người, chúng ta ra ngoài kiểu gì? Muội nằm ở đây, ta không gọi thì muội đừng qua. Hôm nay nếu đổi lại là người ở trên pháp trường, chắc người đái cả ra quần. Ta thấy quần ngài cũng đâu có khô. Nào, không thể nào. Ta không hề sợ. Đại đương gia, đại đương gia, không hay rồi. Đại đương gia, con tin chạy mất rồi. Đã bảo người canh chừng cơ mà. Ta đánh chết ngươi. Xin nhị đương gia tha mạng. Nhị đương gia. Lão nhị, đừng sốt ruột. Tối như bưng thế này, chúng không chạy được xa đâu. Trời sắp sáng rồi. Tiểu ngũ tử, đại đương gia, cậu dẫn vài người đi bắt chúng về. Được, mau đi gọi người. Mau lên. Tưởng Nghĩa, ta không chạy nổi nữa. Đi thôi.